Kính chào các bạn đang theo dõi kênh thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hôm nay rảnh ở nhà làm thuốc lai gai với anh em, chuyện với anh em ha, rồi mình chia sẻ cho các bạn cách ngâm rượu chuối hột gừng nha. Chuối hột gừng nha các bạn, chuối hột gừng nó quý hơn chuối hột của mình nhiều lắm ha. Cái chất lượng trái thịt của nó là chuẩn hơn ha, tốt hơn mà hiếm hơn ha. Ngâm để mình chữa đau lưng nhức mỏi này kia ha, sỏi thận, sỏi mặt hay là nhức khớp đồ, rất là đại tài. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách ngâm và cách dùng nha. Các bạn thân mến ha, các bạn thân mến ha, này là chuối hột núi nha. Chuối hột núi là trái nó nhỏ xíu à. Đó, mình ép, mình phơi khô, mình nướng sơ cái ha, mình ngâm rượu ha, để làm thuốc rất là quý ha. Rồi mình sẽ chia sẻ cái công dụng của nó cho các bạn nha. Mình lúc đó mình đi suối, mình lượm được cái cây chuối hột con, không biết nó lên bằng cái gì ha, nó trâu xuống là bằng bự hơn chiếc đũa chút à. Ở đây giờ mình trồng, bây giờ cái cây của nó cũng bằng bắp đùi rồi, cao dữ dằn luôn, nó hơi gập. Rồi nó đang có được con quài đầu tiên ha. Mình xuống rồi mình không có thời gian, mình nhờ mấy bà dì ép ra rồi phơi ha, phơi rồi nướng sơ cái. Giờ mình sẽ ngâm, mình ngâm rượu, để ngâm rượu đầu 40 độ để vô ha. Thì thường ngâm rượu là đổ ngập rượu, là đổ ngập mặt thuốc là khoảng một tấc trở lại ha. Cái chuối hột này là nó chữa đau lưng nè, rồi sỏi thận nè, nhức mỏi nè, tê nè, nó có một ít đường đó, cho nên nó cũng bồi bổ được cái sức khỏe, bồi bổ được cái cơ thể đó. Thì mấy cái trường hợp mà sỏi thận này nọ kia đó, mình cũng có áp dụng cái bài thuốc sỏi thận là theo công thức 4-5 vị thuốc, hoặc là không thì mình chỉ ngâm cái chuối hột núi này nè ha. Chút xíu nữa mình sẽ mua rượu ha, đặt rượu đầu của ta đó, rượu thứ 20-25 ngàn lít đó, hay rượu đầu, rượu 40 độ, rồi mình sẽ ngâm ha. Nhờ anh Hùng đổ vô giùm ha, đổ rượu ngập mặt thuốc cỡ một tắc, cỡ nửa bình đó được đó. Rượu này là rượu mình mua rượu đầu ha, là 40 độ ha. Đó, mình ngâm rồi thêm miếng nữa cũng được. Mình ngâm ít rượu thì nó kẹo ha, ngâm nhiều rượu thì nó loãng hơn. Rồi mình đậy nắp lại. Như vậy là mình sẽ ghi ngày tháng lại ha. Rồi bắt đầu là mình để như vậy là khoảng 3 tháng trở đi là xài được, ba tháng trở đi là xài được ha. Thì mình phải cho nó kín cái nắp để cồn nó bay đi, nó hư thuốc của mình nha. Đây cồn nó bay đi hết là rượu nó còn lại là chất hữu cơ, không nó bị mốc à. Đó. Thì mình ngâm về thực vật đó là sớm nhất là 3 tháng mình có thể xài được, còn động vật là phải từ 6 tháng. Rồi mình để càng lâu càng quý nha, 1 năm 2 năm gì đó. Thì mỗi một buổi sáng mình không đi làm hay gì đó, mình uống 1 ly, chiều mình uống 1 ly nhỏ hoặc nửa ly nhỏ thôi nha. Còn ví dụ mình có đi làm thì uống buổi tối, chiều về mình ăn cơm rồi mình uống 1 ly ha. Nó chữa đau lưng nhức mỏi nè, mỏi gối nè, thận yếu này nọ kia này ha, rồi sạn thận, rồi sỏi mặt này kia ha. Nó chữa được rất là đại tài ha. Rồi nó thông kinh mạch của mình đó, rượu là nó thông được 12 kinh ha, tác dụng của rượu á. Rồi nó dẫn thuốc đi, rồi uống rượu nó lưu thông máu huyết ha, máu huyết nó lưu thông, rồi nó chạy máu này nọ kia rồi đó, nó hạn chế được cái vụ mà tê ha đó. Thì với lại thêm cái mình uống rượu ít gì đó thì nó kích thích tiêu hóa nữa ha. Uống nửa ly trà nhỏ ha, một ngày 2 lần hoặc 1 lần ha, 1 lần mình uống 1 ly nhỏ,
còn uống hai lần nữa, uống buổi sáng nửa ly, chiều nửa ly nha. Ăn sáng uống rượu thuốc mà, thì các bạn thấy là mình mới để vô thôi ha, là nó đã ra màu rồi đó. Cái này là chuối hột, nãy mình nói đó là chuối hột gừng nha. À, các bạn đến vùng núi Tịnh Biên của mình đó, thì ở đây người ta bán chuối hột gừng cũng nhiều lắm ha, là số trên đất trên núi người ta có, người ta dưỡng lại, người ta chín, người ta đem ta bán cho mình. Có thể ta phơi nguyên trái tròn ha, hoặc là ép như mình, ép phơi nó mau khô hơn, hoặc là để nguyên trái cũng được ha, mà ép mà mình mới mốt mình nướng hột nó, mình nướng nó dễ thấm hơn là để nguyên trái ha. Rồi mình ngâm nó ra mau ra rượu ra thuốc hơn nha, rồi nó hiệu quả hơn đó. Thì mình để dành mình dùng nha, để dành dùng rất là tuyệt vời luôn ha, cũng khó kiếm lắm. Còn ví dụ mình kiếm rượu chuối hột núi không được thì rượu chuối hột mình cũng được ha, rượu chuối hột mình lâu hỏi mình cũng có chia sẻ một bài làm rượu chuối hột của mình rồi đó ha. À, hỗ trợ vấn đề về nhức mỏi với sỏi thận thoái hóa khớp thì kia cũng rất là hay ha đó. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách ngâm rượu chuối hột ha, để ứng dụng chữa đau lưng nhức mỏi, hỗ trợ ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị sỏi này kia các thứ ha. Thì anh em bữa nay làm lai gai thì cũng chia sẻ vậy đó, cho các bạn ha, mình có điều kiện thì mình ngâm để dành, mình ngâm mình làm rượu thuốc mình uống ha, để bồi bổ sức khỏe này nọ kia ha, ngăn ngừa bệnh khớp với sỏi thận này kia các thứ ha. Rồi mình xong rồi mình đem đi vô kho mình cắt ha, kiếm chỗ nào đó mình để, mình để mình cắt đây ha. Các bạn nhớ ghi ngày vô ha, bữa nay là ngày 2 tháng 3, khi năm luôn càng tốt, 23, đặng sau này mình nhớ ha. Rồi mình ghi chuối hột rồi luôn ha, để sau này nó tan ra cái nhìn không ra, không biết cái gì luôn, ngâm nhiều quá không biết gì luôn. Mình cũng ngâm tùm lum thứ, lóc cốc ha, đủ thứ rượu hết trơn. Để sau này có công chuyện xài ha, có những thứ mình phải ngâm trước 3 năm nha, để sau này mình đã lôi ra mình xài. Thì mình vừa chia sẻ cái cách ngâm rượu chuối hột ha, đến quý bạn bè xa gần ha. Thì trước khi dứt lời thì cũng kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, thành công, an lành ha. Nhớ ủng hộ kênh Thầy Vũ Thuốc Nam ha, nhớ đăng ký kênh ha. Xin chào các bạn nha.